Mụn trên da là nỗi ám ảnh và lo lắng của rất nhiều chị em, bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe làn da. Trong các dòng sản phẩm kem trị mụn, thì kem trị mụn Cleansit C và Cleansit MS nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo chị em. Nhưng không phải ai dùng kem trị mụn nào cũng hợp và không phải ai cũng biết cách để mua hàng chính hãng. Trong video này mình chia sẻ cho bạn về những công dụng tuyệt vời của kem trị mụn Cleansit chính hãng mà bạn không thể bỏ qua, nhưng mà bạn phải nhớ lý do mua hàng chính hãng nhé, để bạn không phải hối tiếc, không ân hận cả đời khi mua nhầm phải hàng giả. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. chỉ có hàng chính hãng mới mang lại hiệu quả trị mụn tốt nhất cho bạn. Vì hàng chính hãng được công ty sản xuất nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ càng, cũng như được kiểm định và được cấp phép sử dụng. Các thành phần có trong kem trị mụn Cleanzit C và Cleanzit MS có hàm lượng ở mức cho phép, vừa đủ để mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da của bạn, giúp cho da trị mụn và trắng mịn hồng hào, để bạn có thể tự tin ra đường mà không cần phải trang điểm để che giấu những cục mụn xấu xí. Đồng thời, với các thành phần trong kem chính hãng không gây ra những tác dụng phụ không mong muốn khác như kích ứng da hay nổi mụn khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn được đảm bảo về sự an toàn của sản phẩm vì là công ty nổi tiếng và có thương hiệu nên họ luôn cam kết về chất lượng còn lỡ mua phải hàng giả thì bạn không thể biết được người ta bỏ hóa chất gì bên trong đó người ta đã có tình làm giả để lừa bạn kiếm tiền rồi thì họ đâu còn quan tâm đến việc bạn dùng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe không da bạn bị kích ứng da đen sạm hay càng ngày càng nổi mụn nhiều hơn họ cũng chẳng quan tâm đến nên vì vậy bạn cần phải tìm hiểu và mua đúng hàng chính hãng để không gây hại cho da nhé Kem trị mụn Cleanzit hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleanzit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.